Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao bản thân đi làm chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày mà cái nghèo, cái khổ cứ dai dẳng đi theo mãi không dứt hay chưa? Có những người sinh ra đã giàu có và có những người đến cả một bữa cơm tử tế cũng chẳng dám mơ. Người ta hay bảo giàu nghèo có số, nhưng nếu bạn không nỗ lực, bạn cũng sẽ không biết cái số của bạn nó nằm ở đâu. Thực ra, với hầu hết mọi người, nghèo là cái bệnh chứ không phải là cái số. Có thể đổ cho số mệnh được, là bệnh thì ắt có cách chữa. Sinh ra nghèo khó nhưng mãi chưa giàu thì trách bản thân chúng ta chưa thật sự cố gắng mà thôi. Hãy nhớ rằng, chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tư duy và hành động của chính bản thân bạn sẽ quyết định được số phận của mình phát triển theo hướng như thế nào mà thôi. Vậy làm thế nào để sự nghèo khó không còn đeo bám chúng ta hoài không buông? Muốn trở nên giàu có và thành công, cần phải ghi nhớ những gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe về câu chuyện khởi nghiệp của một người đàn ông đi lên từ gia cảnh nghèo khó với hai bàn tay trắng nhé. Khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên mới được phát hiện ở Hoa Kỳ hơn một năm trước, một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Johns Hopkins là Ang Sheng Dong đã sáng tạo ra một công cụ để theo dõi tình hình dịch bệnh. Phát minh đó đã thực sự bùng nổ, hiện đã thu hút 2.000 tỷ lượt quan tâm. Anh xuất phát là một kỹ sư hệ thống. Để tạo ra bộ công cụ này, Dong đã sử dụng công nghệ lập bản đồ và quản lý dữ liệu do Esri xây dựng. Esri hiện là một trong những công ty tư nhân lớn nhất, nhưng ít được biết đến nhất của Hoa Kỳ. Ước chừng họ sử dụng 4.500 nhân viên trên khắp thế giới. Nó được thành lập bởi Jack Dangerman tại Redlands, California vào năm 1969. Johns Hopkins chỉ là một trong số 350.000 tổ chức trên toàn cầu sử dụng phần mềm lập bản đồ và trực quan hóa dữ liệu sáng tạo do Esri tạo ra. Jack Dangerman đã thành lập Esri, công ty hàng đầu trong ngành công nghệ GIS. Ban đầu nó là viện nghiên cứu hệ thống môi trường, ông đã xuất phát với số tiền tiết kiệm được khoảng hơn 1.000 đô la. Ông đã sử dụng trên podcast What I Know rằng thành tích hiện tại có được không chỉ đơn giản là thành quả của niềm đam mê địa lý và máy tính đơn thuần. Jack Dangerman được coi là cha đỡ đầu của công nghệ bản đồ kỹ thuật số. Tính ở thời điểm hiện tại, Esri có khoảng 40% thị phần hệ thống thông tin địa lý toàn cầu. Sự nghiệp của ông đồng thời được truyền cảm hứng từ những ngày tháng thơ ấu. Lớn lên với công việc kinh doanh nhà trẻ mà bố mẹ theo đúng nghĩa đen, trong một thời gian, gia đình chuyển đến một căn lều ở phía sau khu nhà trẻ. Ông nói, tất cả chúng tôi khi lớn lên đều trồng cây và chăm sóc cây cối. Những cái cây ấy sẽ là nguồn thu nhập của gia đình khi chúng tôi già đi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Bởi vì xung quanh bàn ăn tối, chúng tôi đã nói về tất cả những điều liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp như dòng tiền, thanh toán hóa đơn, mối quan hệ với khách hàng, những người sẽ không trả hóa đơn hoặc những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận hành. Esri chưa bao giờ nhận tài trợ từ bên ngoài, chưa bao giờ sa thải nhân viên. Công ty của ông đã phát triển chậm và ổn định trong 52 năm qua. Dangerman nói, cha mẹ tôi không bao giờ vay tiền và điều đó thực sự đã tác động đến tôi rất nhiều. Chính nhờ vậy, cha mẹ tôi có trách nhiệm hơn với gia đình và chúng tôi đồng thời học được cách trân trọng đồng tiền. Ông cũng chia sẻ rằng, lớn lên trong gia đình là những người Hà Lan nhập cư và nghèo khó, họ rất cẩn thận, vì vậy chúng tôi rất bảo thủ. Thành thật mà nói, cho đến nay tôi vẫn là một người bảo thủ. Bàn về thành công với những thành tích hiện tại, ông cho rằng bài học trồng cây từ những ngày thơ ấu đã cho ông nền tảng cho những gì cần làm, nhưng ở quy mô rộng hơn nhiều. Esri đã phát triển thành một đế chế hàng tỷ đô. Công ty tự hào có cơ sở khách hàng trên toàn thế giới, bao gồm chính phủ liên bang và các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà bán lẻ lớn và các công ty công nghệ. Dangerman rút ra mối tương quan trực tiếp giữa kinh nghiệm dày dạn của công việc vườn ươm và cảnh quan và sự phát triển dần dần đối với kiến trúc cảnh quan và cuối cùng là lập bản đồ địa lý kỹ thuật số. Trong một bài phỏng vấn, vị tỷ phú đã chia sẻ, đừng bao giờ đi ngang qua một cái cây đang héo úa, hãy lấy nước và tưới nó ngay lập tức. Trong một vườn ươm, nếu bạn không chăm sóc những cái cây, lợi nhuận sẽ bị mất đi một cách nhanh chóng. Bạn phải làm cỏ, bạn phải tưới nước, bạn phải nuôi dưỡng, bạn phải chăm sóc nhân viên của mình theo cách tương tự. Khi được hỏi về sự nghiệp 50 năm của mình, Dangerman cho biết, có 3 điều cơ bản mà một CEO phải làm. Thứ nhất, phải lao động để tạo công việc, đó được gọi là bán hàng tiếp thị. Thứ hai, phải hoàn thiện công việc của mình, nó tạo ra những ý tưởng và làm nên chất lượng của sản phẩm. Cuối cùng là luôn đảm bảo rằng công ty phải ổn định về mặt tài chính. Cho dù bạn là ông chủ của một công ty 10 người hay một tổ chức 10.000 người, 3 nguyên tắc này đều quan trọng như vậy. Sự nghiệp là một phần trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu thiếu đi sự nghiệp,
chắc chắn cuộc đời sẽ mất đi một phần ý nghĩa. Cơ hội giàu có và thành công cũng sẽ trở nên xa vời hơn. Làm nên một cơ nghiệp đồ sộ không phải là chuyện dễ, bắt đầu từ hai bàn tay trắng lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, khó khăn là có thật, nhưng gian nan không có nghĩa là không thể các bạn ạ. Thực tế, không phải chúng ta đã thấy rất nhiều tỷ phú đi lên từ nghèo khó hay sao? Ngay cả tấm gương phía trên, Jack Benjamin cũng vậy. Tất cả đều có bí quyết, chỉ cần bạn dám và quyết tâm thực hiện mà thôi. Vậy bí kíp vàng để khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng là gì? Và những yếu tố nào sẽ giúp chúng ta không đi lệch hướng trên hành trình tìm được sự thành công trong tương lai? Các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo ngay sau đây nhé! 1. Đam mê. Sau khi ra trường, thứ bạn có là một tấm bằng đại học, tri thức và hai bàn tay trắng. Bạn vẫn có lựa chọn, nhưng đó lại là sự lựa chọn đứng ở giữa ngã ba đường. Có rất nhiều cánh cửa mở ra trước mặt bạn, khiến bạn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, nên đi con đường nào. Liệu rằng con đường làm công ăn lương bình thường hay tự khởi nghiệp là sự lựa chọn tốt nhất? Trước khi đắn đo điều đó, bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian để xác định mọi thứ. Đó là mục tiêu, là niềm đam mê của bạn. Hướng đi của bạn dành cho phương diện nào nhiều hơn? Đây là bí quyết tạo dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng mà bạn cần phải tích lũy ngay từ bây giờ. Đam mê là chất men say mà bạn không bao giờ tìm thấy trong những công việc hời hợt, những quyết định nhất thời. Đó là thứ bạn thích nhất và cảm thấy hài lòng, thoải mái khi gắn bó với công việc. Người ta vẫn hay bảo nhau rằng, mọi người sẽ rất nhanh quên bạn làm những gì, nhưng sẽ nhớ rất lâu bạn làm nó tốt như thế nào. Thế nhưng hãy nghĩ thật kỹ, chúng ta có thể làm tốt một công việc nào đó ở một thời điểm. Nhưng những áp lực của công việc đó sẽ sớm làm bạn chùn chân nếu bạn lựa chọn một công việc mà bạn không thể dành cả tâm huyết khi làm việc. Đối với những người khởi nghiệp hay có thể có một sự nghiệp đổ vỡ, thì đam mê đến cháy bỏng khi muốn cống hiến cho việc đó. Đam mê theo đuổi từ khóa mang tên thành công chính là động lực to lớn giúp bạn băng qua những thách thức và trở ngại. Không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng. Một người muốn phát triển đi lên cần có động lực sự cố gắng. Đam mê mục tiêu chính là ngọn đèn soi đường để duy trì và soi sáng con đường hướng đến thành công của bạn. Nhưng đam mê không phải là một thứ quá xa xỉ hay to lớn, mà là những thứ thực sự giản dị. Và nhiều khi, nó chỉ được tìm thấy trong những công việc mình phải làm để duy trì cuộc sống. Ngay cả khi hiện tại, bạn chưa thể xác định được niềm đam mê của bạn là gì. Điều gì có thể làm bạn thấy thoải mái khi gắn bó với nó từ 8 giờ sáng đến 9-10 giờ tối mà không có cảm giác mệt mỏi thì cũng đừng lo lắng. Hãy thử làm tất cả mọi nghề, mọi việc. Hãy trải nghiệm thật nhiều từ những công việc mà có thể một thời điểm nào đó trong quá khứ bạn thấy nó không thật sự phù hợp. Hãy đi nhiều hơn để đánh giá được khả năng của mình ở tầm nào. Đừng chờ đợi, chúng ta vẫn có thể tồn tại được nếu không có tình yêu. Nhưng cuộc đời của con người có thể trải qua những giây phút thăng hoa. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự có ý nghĩa nếu mình được làm theo mệnh lệnh của trái tim. Làm giàu từ hai bàn tay trắng thì thứ tài sản duy nhất mà bạn có lúc đầu chính là lý tưởng đam mê. Đừng bao giờ đánh mất điều đó, vì khi thất bại, vấp ngã thì đam mê sẽ là nguồn động lực lớn nhất cho bạn, thúc đẩy bạn đứng lên và bước tiếp. Không có con đường nào là bằng phẳng, nhất là con đường khởi nghiệp. Rất hiếm ai thành công từ lần đầu tiên mà phải trải qua vô vàn khó khăn cũng như thất bại. Nhưng sau đó, bạn sẽ có cho mình những kinh nghiệm và bài học đáng giá. Bên cạnh đó, khi làm một việc mà mình yêu thích, bạn sẽ nỗ lực để thỏa mãn đam mê và khi đạt được thành tựu, bạn sẽ cảm thấy tự hào về những gì đã bỏ ra. Một tòa nhà càng cao thì cần nền móng càng vững chắc. Đam mê chính là bệ phóng giúp bạn thực hiện ước mơ. Đam mê thôi không đủ để bạn làm giàu, nhưng đó là ngọn đèn chỉ đường hướng bạn đi đến đích. Hãy giữ cho ngọn đèn ấy luôn phát sáng rực rỡ. 2. Luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cơ hội đến sẽ không bỏ qua. Thật ra có những lần cơ hội đến mà bạn không nhận ra đó là cơ hội của bạn. Đến khi nó vụt đi, bạn mới ngồi mà hối tiếc. Thậm chí có người cũng chẳng hề biết là mình vừa để mất một cơ hội tuột khỏi tầm tay. Không biết hối tiếc mà cứ ngồi đó than thân trách phận. Trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng là hai việc lớn bạn cần phải có trong hành trang của mình. Sau đó, tích cực đánh giá các cơ hội đang đến, nếu không muốn nói là tạo điều kiện cho cơ hội đến với mình. Đến lúc này, với hành trang đó, bạn sẽ nhận diện ra rất nhiều cơ hội. Bạn phải nhận định được cơ hội nào là tốt nhất để thực hiện hoài bão cuộc đời mình với một nỗ lực vừa phải nhất. Cách nhận định lại tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của bạn. Bạn phải ở trong tư thế sẵn sàng, không chỉ về kiến thức và kỹ năng mà cả thái độ của bạn với cơ hội đó nữa. Ở đây, thái độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu bạn nhìn cơ hội đó với thái độ bàng quan thì bạn sẽ hành động khác. Còn nếu bạn nhìn cơ hội đó là một dịp để bạn ra tay giúp đời thì bạn sẽ hành động hoàn toàn khác. Trong cuộc sống, đừng bao giờ biện hộ, tôi không gặp thời, tôi kém may mắn.
Đó là những lời buộc tội mà không đổ được vào đâu cả. Hãy đổ lỗi cho chính mình là tôi đã không ở trong tư thế sẵn sàng để nắm lấy cơ hội. Nhưng mục đích bài viết này là để chia sẻ với bạn một cách nhìn về cơ hội. Mong rằng từ đó bạn sẽ hãnh diện nói với mọi người rằng đơn giản là tôi đã tích cực chuẩn bị cho cơ hội này, tôi chỉ việc tóm lấy nó. 3. Nghiên cứu công việc, thị trường bạn hướng đến. Nếu bạn là startup, thậm chí chỉ vừa nảy sinh ý định kinh doanh, chỉ biết và khai thác đối thủ thôi, chưa thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn có bước phát triển thương hiệu được. Nhân vật trực tiếp mang lại lợi nhuận cho bản thân, doanh nghiệp hùng mạnh tương lai của bạn chỉ có thể là khách hàng. Bản thân bạn phải nắm rõ được những quy luật của thị trường và xu hướng phát triển của thị trường đó những năm về sau. Không cách nào khác, bạn phải dấn thân và tự mình lượm lặt những kinh nghiệm như một chuyên gia. Bên cạnh đó, hãy thực sự là một nhà tâm lý với đối tượng khách hàng mà bạn đang muốn hướng đến về thói quen mua hàng, dịch vụ họ mong muốn hướng đến. Từ đó sẽ vạch ra những kế hoạch thực tế cho cả quá trình theo từng bước. Một khi bạn đã phác thảo cho mình một sơ đồ cụ thể về đối tượng mà doanh nghiệp hướng đến trong tương lai, thì khi đó những quyết định bạn đưa ra mới có cơ sở để phát triển được. 4. Dành thời gian lập một kế hoạch chi tiết chỉnh chu. Hãy nhớ làm giàu từ hai bàn tay trắng nghĩa là bạn không có nhiều vốn để phung phí. Vì vậy, mọi thứ bạn cần làm phải chính xác theo những dự định ban đầu. Không được lãng phí một đồng một hào, ăn chắc mặc bền. Bạn phải đảm bảo mọi sự đầu tư bạn bỏ ra đều có ích, đúng đắn. Muốn vậy, bạn nên lập kế hoạch rõ ràng ngay từ ban đầu. Điều đầu tiên mà một kế hoạch tốt cần có là mục tiêu cụ thể. Càng cụ thể thì bạn sẽ càng vạch được hướng đi rõ ràng. Bạn không thể mơ hồ với con đường của mình mà muốn làm giàu được. Tiếp theo, bạn cần tìm hiểu mình sẽ gặp những khó khăn nào, những rủi ro nào đang đợi mình ở phía trước. Từ đó tìm ra biện pháp giải quyết, hoặc đối mặt, hoặc phòng tránh. Quan trọng là kế hoạch của bạn phải phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của bạn. Không ai có quyền đánh thuế ước mơ, nhưng nếu giấc mộng của bạn bị phá vỡ bởi hiện thực phũ phàng, bạn sẽ mất một khối tiền lớn. Một startup thành công phải biết dung hòa giữa ước mơ và hiện thực. Đừng đặt mục tiêu quá xa vời mà quên đi liệu mình có làm được điều đó hay không. Rất nhiều startup đã đi vào con đường này và nhận thấy thất bại khá ê chề. 5. Chi tiêu hợp lý thời gian tiền bạc. Bạn có biết một trong những quy tắc bất thành văn của các tỷ phú chính là họ biết cách tận dụng mọi lúc mọi nơi và không bao giờ than vãn về thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ít ỏi. Tư tưởng đó khác xa hoàn toàn với tư tưởng truyền thống là họ mua thời gian trong khi những người ít tiền hơn đi bán thời gian. Vì thế, họ thuê những người giỏi, những người có khả năng làm việc hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực mà họ không thể sử dụng, cũng chỉ với thời gian đó để làm việc, nhưng không hiệu quả. Họ luôn biết cách đối đãi rất tốt với thời gian và đó là lý do mà những người khởi nghiệp trẻ nên học hỏi. Có thể bạn không có quá nhiều tiền, nhưng bạn có khả năng để đặt ra những mục tiêu về mặt tài chính. Thứ mà bạn đang có là thời gian, do đó hãy trân trọng thời gian quý giá của bản thân vào làm những công việc thực sự bám sát mục tiêu đã định hướng của bản thân. Luôn chăm chỉ từng chút một. Những biểu tượng về sự thành công đã dạy cho bạn nguyên tắc đó. Tiền bạc cũng là đối tượng được những người thành công đối xử theo một nguyên tắc khác xa những người bình thường. Nếu bạn lựa chọn phương pháp tiết kiệm thì nó đúng nhưng chưa đủ. Nếu bạn đang tạo dựng sự nghiệp, không chi tiền vô tội vạ là nguyên tắc vàng, song họ sử dụng số tiền đó vào việc đầu tư đúng đắn. Điều chúng ta cần lưu ý ở đây chính là tạo ra các cách sử dụng thời gian, tiền bạc hợp lý. 6. Biết cách làm việc thông minh. Nhiều người nghĩ rằng đã làm giàu từ hai bàn tay trắng thì phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần người khác, phải làm việc cật lực, phải cày ngày cày đêm thì mới mong thành công. Quá sai lầm khi nghĩ như vậy. Bạn đang làm giàu để có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải làm giàu để sau này sống với thân xác héo hon, tâm trí uể oải, kiếm thật nhiều tiền để rồi dùng tiền đó mua lại sức khỏe. Để thực sự giàu, bạn cần làm việc thông minh hơn, làm việc cật lực. Người khôn ngoan sẽ tìm ra cách làm việc hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều sức lực, tiết kiệm tối đa thời gian. Bạn có thể tham khảo phương pháp cân và quy tắc 10 phút để tránh tình trạng ôm đồm quá nhiều vào mình mà vẫn có kết quả tốt nhất. Bạn phải biết điều tiết cuộc sống của mình, xen lẫn nghỉ ngơi vào những giờ làm việc căng thẳng để thư giãn đầu óc. Khi tâm trí thoải mái, bạn sẽ tạo ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo nào đó, hay đơn giản chỉ là minh mẫn để phác thảo kế hoạch làm việc khoa học đạt hiệu quả cao. Trong đời sống hàng ngày của bạn có rất nhiều cơ hội, kể cả những cơ hội trong khó khăn mà đôi khi mình không nhìn ra các bạn ạ. Chỉ cần vun đắp thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ tích cực, sống lạc quan là bạn sẽ nhìn ra rất nhiều cơ hội làm giàu và thành công đang ở xung quanh đấy. Và hãy ghi nhớ 6 bí quyết tạo nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. 1. Đam mê. 2. Luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cơ hội đến sẽ không bỏ qua. 3. Nghiên cứu công việc, thị trường bạn hướng đến.
4. Dành thời gian lập một kế hoạch chi tiết, chỉnh chu. 5. Chi tiêu hợp lý thời gian, tiền bạc. 6. Biết cách làm việc thông minh, có bí quyết ắt sẽ thành công.